cục sạc này nữa, là cái cục sạc mà hoàn toàn kháng nước. Hàng nước các bạn coi lại, những bạn nào vô sau ha. Đây, đây là nước nhá. Đây là cái lọ, đây là cái chỗ sạc nhá mọi người ơi. Đó, bỏ thẳng vô đây. Đây là cái cục sạc nhá. Hàng bỏ vô đây. Đây là cục sạc rồi. Mọi người coi giúp Hằng nhá, xem là nó có sáng không, có sáng đèn không. Cái khúc dưới là cái khúc sạc này, sạc ở đây nó sẽ sáng đèn lên nha. Mọi người thấy sáng đèn không mọi người ạ? Đấy, thấy bà thấy không mọi người ơi? Kéo, nhìn bà sẽ con lao qua lại sao? Lao qua lại. Này, con lao qua lại. Đây đây. Đây mọi người ha. Đó. Trời ơi trời, đây nè. Có sáng đèn đúng không mọi người hả? Có sáng đèn, bên trong có nước lỏng bỏng nhá. An toàn khi mà tiếp xúc với nước, mặc dù là bàn chải điện sạc trực tiếp như này luôn. Ý là mai mốt mình đang rửa rồi, mình đang sạc, đang rửa gì đó mà nó có rớt vô bồn rửa mặt, có nước nũng các thứ là không có lo mọi người ha. Rồi bây giờ nè, giá của nó giá điều 690.000 một set, bao gồm một cây bàn chải với hai đầu đi kèm. Ví dụ bàn chải màu xanh là sẽ hai đầu màu xanh, mở cái này ra để gắn vô mọi người ha. Đi kèm thêm cho mình một đầu rửa mặt nữa, mở cái này vô để gắn vô. Tổng cộng là 3 đầu, bao gồm 2 đầu bàn chải và 1 đầu để mọi người rửa mặt, đầu rửa mặt bằng silicon nhá. Rồi đi kèm thêm cho mọi người nữa, đó là một cái hộp để đựng bàn chải. Các bạn sẽ tách ra cho Hằng như thế này, bỏ nó vào trong cái hộp này đây. Đó, nhét cái đầu bàn chải của mọi người vô đây. Sau đó thì mọi người sẽ đóng nó lại, xách bỏ vào trong vali, xách đi chỗ làm, xách đi chơi, xách đi du lịch. Sắp tới 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi đó, xách đi du lịch mọi người ạ. Rồi bây giờ nè, giá của nó là 690.000 giá điên, nhưng chưa hết đâu. Các bạn có cái voucher độc quyền trên trang của Hằng nữa. Giá hiện tại có những bạn chỉ còn 620.000 và voucher nó sẽ hết từ từ mọi người ạ, bởi vì voucher cũng có giới hạn thôi mà. Voucher sẽ hết từ từ. Có những bạn đang là 620 nhưng có những bạn có voucher lớn hơn là chỉ còn có 570 mấy hoặc là 560 mấy ngàn một cây thôi á. Đó, giá này là giá deal và áp thêm voucher độc quyền trên trang của Hằng nữa, mọi người sẽ có giá này nhá. Rồi sản phẩm này Hằng hoa ha. Sau này nếu như mọi người xài bao nhiêu tháng trời rồi cái đầu bàn chải của mọi người hư, mọi người nhắn vô trong giỏ hàng của Hằng cũng có cái bán cái đầu bàn chải lẻ, hoặc là mọi người nhắn vô cho nhãn hàng cũng có cái đầu bàn chải lẻ để mọi người đặt nhá. Rồi sản phẩm này có bảo hành, cái pin của nó mọi người sạc cũng tầm mấy tháng mới hết và có bảo hành luôn. Rồi đây có bảo hành mà pin xài mấy tháng mới hết. Về cái cục sạc mọi người nhớ để cái chỗ nào dễ nhớ nhá, chứ mà theo cái kiểu là mình sạc mấy tháng nó mới hết pin ấy, mấy tháng rồi lấy ra là kiếm không ra cái bàn chải đâu. À, kiếm không ra cái cục sạc đâu. Ví dụ những cái gì mà mình xài mỗi ngày đôi khi mình còn nhớ, cái gì lâu lâu mới xài một lần nó dễ quên lắm. Cái pin của nó là mấy tháng mới cần sạc một lần mọi người ạ. Ê, Hằng nhớ là trung bình là cỡ 2 tháng mấy là Hằng sạc rồi. Để mà 5-6 tháng giống như người ta nói thì Hằng chưa có xài tới 5-6 tháng đâu. Nhưng mà 2 tháng mấy là Hằng xài rồi. Chỉ cần Hằng thế mọi người luôn một cái dòng bàn chải mà tháng sạc một lần là đã mừng dữ rồi. Tháng sạc một lần là mừng dữ lắm rồi mấy bạn. Cô là táo em đâu có đó hả? Em mua rồi mà chưa ship tới phải không? Bé ráng đợi giúp chị với nhá. Là bởi vì do là đơn quá tải á mọi người, cho nên là bị ship chậm đi đấy. Chưa ăn táo bà này đúng không? Săn được hả? Tâm nước hôm nay Hằng chưa like bà ơi. Cái giấy này hôm nay bao nhiêu tiền đó mọi người ạ? Mời cho Hằng hỏi một thùng 30 gói giấy bao nhiêu tiền mọi người ha? Đi tiền lắm á. Một thùng 30 gói giấy hiện tại đây là 84. Khá 84.000 phải không? 84.000, 94.000. Đang có hai phân loại, một phân loại là 30 gói, một phân loại là 46 gói. Các bạn đang mua phân loại nào ta? Chấm ăn nó màu dưa à? Đây ra không nhỉ? Biết hả? Rau à? Không thấy không khai sao mà nó sẽ ra rồi mà. Chị ơi, chị trách cái máy điều hòa giùm em xem có bật máy đảm chưa? Phải làm ý điện rồi. Sấy qua à? Rồi. Ủa, quay lại rồi. Rồi, 26 độ. Vẫn đang bật mà phải không? 26 độ chị nhảy xuống 24 đi. Nóng quá à? 139 thôi, 139.000, 46 gói là mắc rồi. Không phải mắc, cũng không phải là mắc. Mọi người so với thị trường thì nó vẫn là rẻ. Nhưng ý là nó mắc so với cái giá của Hằng hôm nay deal cho mọi người. Bà bị tính phải ship phải không? Mọi người bị tính phải ship phải không mọi người ạ? À? Đây nhá, Hằng sẽ vô cho mọi người cái dòng này nè. Hiện tại đang có cái dòng 30 gói. Giá của nó đang có là 109.000 trở xuống thì mọi người mua được. Có 109 không? Có khai ra chống thì có 109.000 trở xuống với thùng 30 gói không mọi người? Cho hỏi một xíu nhá. Có không mọi người hả? 109.000, có không mấy bạn?
Có bạn nào mua được 109.000 thùng 30 gói không mọi người? 94.000 30 gói phải không? Đó, đúng rồi, 109.000 30 gói rẻ rồi. 46 gói thì khoảng tầm là 119.000 trở xuống đi. Hoặc là 129.000 là hết đát. Trở xuống thì giá này mọi người mua được. Mọi người ha. Còn nếu mắc hơn thì thôi mình đợi vào một buổi khác. Nếu như mắc hơn một buổi khác mình mua. Có bạn nào mua được giá này mà comment giúp Hằng với nhá. Bởi vì cái sản phẩm này bán khá nhiều rồi, chị check giùm em lượt bán cái sản phẩm này bao nhiêu rồi. Lượt bán 46 gói. Nguyên cái lần đó luôn. Nguyên cái lần bà ơi, lượt bán. Trời ơi, 7.612 đơn. 7.612 đơn rồi mọi người ạ. Tính theo là thùng không ạ. Đấy là các bạn đang thấy là 7.000 mấy lượt đơn đã bán ra bên ngoài với cái giá như thế này rồi. Và các bạn có thể là đọc feedback của sản phẩm nhá. Khá là ok. Chỉ mà để Hằng nói về sản phẩm này nè, độ dai nó có nhưng độ mịn của nó đôi khi nó sẽ không mịn bằng một số dòng. Có gì Hằng nói đó, không nói quá lố về sản phẩm mọi người ạ. Bởi vì á, giấy các bạn cũng sẽ biết luôn. Bạn nào đã có em bé nhỏ mọi người sẽ biết được. Bởi vì nhà Hằng hai đứa nhỏ Hằng biết mà. Giấy của em bé sơ sinh nó rất là mịn nhưng nó không dai. Mọi thấy không ha? Giấy em bé sơ sinh á rất là mịn, mắc cơ, mắc lắm. Mịn nhưng không dai. Bởi vì thông thường giấy á dai thì độ mịn sẽ kém đi, mà mịn tốt thì độ dai sẽ kém đi. Nó không thể hoàn hảo ở hai yếu tố. Nếu như mà nó hoàn hảo hai yếu tố, nó phải thêm thắt những cái chất khác vô. Sản phẩm này là một sản phẩm giấy an toàn. Hàng chết cho mọi người coi một xíu nhá. Ai sư trừ bao nào sao? Na bên kia có ai sư trừ. Đây. Đây mọi người ha. Rồi mấy đây. Các bạn coi giúp Hằng nhá. Hằng đưa mọi người coi này. Ở đây Hằng có một cái tờ giấy ăn và Hằng có một cái tờ giấy thường, nó cũng là giấy, nó cũng là giấy luôn. Hằng có một cái đèn. Mọi người thấy được cái màu ở trên đây không mọi người? Đây cái màu trên đây nó khác nhá. Rồi Hằng qua bên này nè. Thấy chưa? Đó. Mọi người thấy nó khác biệt rõ ràng luôn. Bên nào nó phát sáng các bạn có thể nhìn rõ ràng là bên nào nó phát sáng luôn. Bên trái của Hằng đang phát sáng, lý do là bởi vì có rất nhiều huỳnh quang. Huỳnh quang ở trong những cái đồ dệt may màu trắng hoặc là những cái giấy ăn, khăn ướt đồ nè. Mục đích của nó là để làm trắng và làm sáng cái sản phẩm đó. Nhưng khi mọi người sử dụng nó, mọi người lau lên trên miệng, mọi người liếm vô, liếm cái môi và nuốt vào trong cơ thể thì sao? Hoặc là đơn thuần thôi, mình không nuốt vô đi thì mình nó ở bên ngoài. Huỳnh quang sẽ dễ gây kích ứng và đặc biệt với những gia đình có em bé nhỏ. Nó chưa hẳn đã là một cái dòng giấy mà nó cao cấp nhất, nhưng nó sẽ là một dòng giấy bình dân và an toàn. Mọi người ha. Rồi bây giờ nè, một bịch của nó sẽ có tổng cộng là 70 tờ. Khổ giấy sẽ là 17.5, 12.5 mọi người ạ. 17.5 và 12.5, một thùng sẽ có tổng cộng là 30 gói. Giá hiện tại, bạn nào mua được cái giá 109.000 trở xuống, các bạn có thể chốt đơn được. Giá này rẻ. 109.000 trở xuống, giá này rất là rẻ mọi người ơi, rẻ cực kỳ luôn á. Bởi vì cái giá ngày xưa á mọi người ạ, là 129.000, áp voucher vô là 109. Còn bây giờ Hằng deal đến cái mức này luôn. Deal đến cái mức là một thùng 30 gói chỉ còn là 109.000 trở xuống thôi. Các bạn có thể đi check giá của những thương hiệu khác ở cái mức giá chung chung như thế này, các bạn có thể check giá nó. Có một sự chênh lệch không hề nhỏ mọi người ạ. Rồi, cái thùng mà 46 gói nè. 46 gói thì giá của nó sẽ có đó là bao nhiêu tiền ta? 46 gói bao nhiêu tiền ta? Bao nhiêu tiền mấy bạn? 46 gói bao nhiêu tiền mọi người ơi? 46 gói 94.000 á. Thế 30 gói bao nhiêu tiền mọi người? 46 gói 94 hả mọi người? Đây. Lau khăn, lau tay ướt phải không? Hàng ví dụ cho mọi người nhá. Ê, mình cứu tao tiếng sụn. Trời. Đây, cái của chai tiền. Đây, chai cơ sợ chị. Chai cơ. Đây, mọi người coi nhá. Chai tổng cộng là hai cái điện thoại đúng không mọi người ha, hai cái điện thoại, độ nặng của hai cái điện thoại ở đây ướt hết rồi mọi người coi này. Bình thường giấy của tụi mình á, tay ướt giấy khô hoặc là giấy khô tay ướt chùi lên sẽ dễ bị mủn. Cái này là tay Hằng khô, giấy đang ướt, mọi người thấy nhá, tay Hằng khô và giấy đang ướt chùi này. Đó, đây mấy bà thấy chưa? Mấy bà thấy chưa? Rồi đây nha mọi người ơi, giá của nó đang là 30 thùng. À quên, 30 gói một thùng. Có mấy chục ngàn hoặc là 109.000 trở xuống các bạn mua được. Nếu như 120 mấy, 130 mấy thì thôi dịp khác mình mua. Bởi vì á, cái voucher và cái deal không à, cái deal thì nó như vậy, còn cái voucher app vô nữa mọi người, không phải là bạn nào cũng có voucher ha. Bạn nào có voucher thì giá sẽ rẻ hơn mà. Bạn nào không có voucher thì thôi, bị tính phí ship nữa thì thôi dịp khác mình mua. Bởi vì hôm nay đôi khi không đến lượt mình có voucher thì hôm sau tới lượt mình. Hàng chỉ muốn mọi người mua sản phẩm chất lượng và giá rẻ thôi, mà mắc quá thì có khác gì nhau đâu mọi người ạ. Mắc quá thì mua chỗ khác cũng được, cứ đâu nhất thiết phải mua trong live mà Hàng. Đó mọi người nhá. Rồi một thùng của nó là 30 gói nè.
30 gói một thùng, giá của nó đây là khoảng tầm 109.000 trở xuống thì các bạn có thể mua được. Nếu như một thùng 46 gói, giá không biết bao nhiêu nữa, không biết thấy rẻ mấy bà mua. Rồi dụng á, thao xanh ô à. Liền xem sang được bao dụng hiệu. Có combo 2 thùng, 2 thùng không ta? Trong này không có. Không có combo 2 thùng giấy ăn à? Nhớ. Họ xem xưa nên có dụng 4 gói dài có đúng không? 4 gói, hôm qua gói mà. Chuối thêm 1 dụng mà. Hôm qua có mà ta. Tối thiên là bốn thùng mà. Thí đó, tôi là thí. Gói dài đó chị, gói dài có không? 46 gói hoặc là 30 gói, mọi người thấy giá rẻ mọi người mua nhá. Bởi vì mọi người ngày nào mình cũng sử dụng giấy, mọi người mua giấy thường xuyên, mọi người sẽ biết giá nào là rẻ mà. Mọi người sẽ biết luôn cái giá nào nó rẻ và giá nào nó không rẻ mọi người ạ. Chứ bố sư, chứ bố sư à. Chứ bố sư. Đây. Này, rồi. 70k phí ship nghỉ mua đi bà ơi. Trời ơi, cái thùng giấy 100.000 rồi 70.000 phí ship. Đấy. Bây giờ nè mấy bà nè, 4 bịch. Điều thị. Liền xem còn dụng không? Còn bao 2 thùng có không? Vẫn chưa dụng. Liền xem bao nhiêu tiền? 1 箱 4 thị à, 2 箱 3 thị à. 199.000 2 thùng. 124.000. Bà điên rồi, bà bị lắc rồi phải không? Đấy. Nhìn mà 124.000 mà bị lắc rồi đó. Ở đâu ra 124.000 2 thùng bà nội? 2 thùng 4 gói giấy to à. À vậy là tài khoản của em là tài khoản mua lần đầu trên TikTok kìa chứ. Mọi người ơi, mọi người đem mua 2 thùng giá bao nhiêu tiền mọi người ạ? 2 thùng giá bao nhiêu mọi người ơi? 2 thùng giấy là 8 bịch tất cả. Mọi người ha, 2 thùng giấy 8 bịch, 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch. Trời ơi. 5 bịch, 2 thùng nha. 6 bịch, trời ơi. Chưa sái sư lưu bao mà. Thái dũng cha, thái khai ca liền bao. English dùng công sư phá bao. Cái này mọi người xài bao nhiêu tháng mới hết luôn á. Bởi vì 1 bịch sẽ là 320 tờ. 1 tờ 4 lớp, 1280 lớp 1 bịch mọi người ha. Tổng cộng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bịch tất cả. Mọi người đang mua với cái giá bao nhiêu một comment giúp Hằng với. Giá đây rất là rẻ. Nó rẻ lắm mọi người ơi. Nó rẻ lắm, Hằng không biết phải miêu tả cho mọi người như thế nào. Cái giá này đang rẻ hơn cả cái phiên live ngày 16 của Hằng luôn. Phiên live ngày 16 của Hằng ở Việt Nam giá này đang rẻ hơn mọi người ạ. 1 bịch nè, 2 bịch nè, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch, 6 bịch, 7 bịch, 8 bịch tất cả. Đi kèm thêm cho mọi người những cái box mình treo lên nhá. 8 bịch 200.000 mua được. Tổng cộng 2 thùng, mỗi thùng 4 bịch, tổng cộng là 8 bịch. Giá mà 200.000 trở xuống mua được mọi người ơi. Bởi vì tính ra là tổng bill của mọi người 200.000 2 thùng là chỉ có 100.000 một thùng bao gồm cả phí ship rồi. Đó, nếu như mọi người mua đang mua với cái giá rẻ hơn 200.000 là cái rẻ. Giá này dù hầu như là bắt đầu từ ngày hôm qua là có cái giá này và ngày hôm nay nữa. Ngày mai là không có. Đúng rồi, ngày mai là hết chương trình mọi người ạ. Ngày mai là hết rồi. Ngày hôm qua Hằng không nói với mọi người câu này. Ngày hôm qua Hằng không nói câu này nhé, nhưng ngày hôm nay Hằng sẽ nói. Bởi vì ngày mai mọi người sẽ thấy ngày mai Hằng sẽ không like cái giấy này nữa nhé. Cho nên là ngày hôm nay sẽ là ngày cuối mà các bạn được áp cái giá này. Tổng cộng 2 thùng, 8 bịch tất cả. Mỗi bịch 320 tờ, mỗi tờ 4 lớp, 1280 lớp 1 bịch nhé mọi người. 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch, 6 bịch, 7 bịch, 8 bịch. 8 bịch tất cả, 200.000 trở xuống. Đấy, 169 đúng chưa? Đấy, 169 đúng chưa mọi người ạ? 169 phải không? Phải 169 không mấy bà ơi? Nha, 169.000 nha. Đè, tên đây. Đó, bởi vì giấy ăn ôi cha ơi nhiều quá. À, thật mọi người. Cái giấy này hình như có mình đang like gì nhá. Những KOL khác mà like nữa là không cái kiểu như là không có ai làm lại rồi. Rẻ quá. Bình thường một thùng 6 bịch ở trên thị trường giá bán là 168.000 6 bịch. Hôm nay 8 bịch mọi người ạ. Hôm nay 8 bịch mà 100 mấy là rẻ hơn nhiều rồi mấy bà ha. Bao gồm cả phí ship. Hồi nãy là 160 mấy ngàn ở một số nơi khác là chưa bao gồm phí ship. Còn cái này hiện tại đang bao gồm cả phí ship rồi mọi người. Rồi chất giấy hành đưa mọi người coi nhá. Rồi nói cho đã về cái giá reward test nè. Xàm xí nè, hôm nay tại em đang thấy rẻ quá. Đây. Cái chất giấy này mọi người coi ha. Chất giấy sẽ có hai loại, một là dạng hoa, hai nó sẽ là dạng sọc. Rồi. Khá là dai. Đây, tiếng sủy. Sủy. Writer.
在，哎，个手机，两个，哦，大呀，手机，好重啊，手机，手机，水机，小鸭，小鸭，水机，全是了，哎，giấy ướt tay khô hoặc là giấy khô tay ướt chùi lên sẽ dễ bị nát bị mốn, nhưng cái này không nhá, cái này không bị nát bị mốn mọi người ha, hoàn toàn không nát không mốn nhá. Đây rồi, về độ an toàn này, khi mọi người sử dụng cái giấy này mọi người sẽ thấy sao mình xài cái khác nó mịn hơn cái này một xíu ta, và cái độ mịn của cái này hình như nó kém hơn những cái chồng mình đã xài. Đúng rồi, đúng rồi, có nhá. Hằng hay nói với mọi người cái điều này, đó là giấy ăn đó mọi người, giấy của tụi mình xài ấy, nó không thể nào đáp ứng đầy đủ hai điều kiện, một là dai, hai là mịn. Các bạn nào đã có em bé nhỏ rồi mọi người cũng sẽ biết luôn, giấy của bé sơ sinh của mình nó rất là mịn, nhưng nó đụng vô nước là nát, đụng vô là nát. Và nếu như mà vừa mịn mà vừa dai thì phải có chất khác bổ sung vô, như vậy mọi người sử dụng sẽ không an toàn. Đây có thể là một cái dòng giấy, không phải là dòng giấy cao cấp nhất trong tất cả mọi loại, nhưng nó sẽ là một dòng giấy giá cực kỳ là bình dân và an toàn. Hàng test cho mọi người đầu tiên đó là về hình quang, các bạn coi nhá. Đây Hàng có một tờ giấy bình thường này, giấy ăn của mình, và Hàng có một tờ giấy bình thường, coi cái đèn Hàng rọi vô thấy không? Rồi Hàng qua bên đây, bên nào phát sáng các bạn có thể thấy được nhá. Đây, bên nào phát sáng các bạn thấy được luôn, mọi người thấy không? Đó, cái nào nó phát sáng là mình thấy được luôn, bởi vì cái có hồn quang và cái không có hồn quang các bạn có thể nhìn thấy rõ nửa này nửa kia nha mọi người. Đây, Hàng để như này không là nó sẽ vướng vô một nửa cái này, mọi người sẽ nhìn nó không có. Đây đây đây, coi đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, đây, các bạn coi nhá, rõ ràng mà. Đó, những cái hồn quang các bạn đã từng nghe bóng đèn hồn quang chưa, để phát sáng. Mọi người ơi, hồn quang nó dễ gây kích ứng, đặc biệt là với em bé nhỏ. Rồi các bạn ví dụ mọi người lấy mọi người chùi cho em bé nhé, Hàng nói là chùi nhá, những cái khu vực mà chấm 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 của em bé đó, mọi người lấy cái giấy mà có hồn quang một chùi vô, nó sẽ dễ gây kích ứng và đặc biệt ảnh hưởng đến cái bộ phận chấm chấm chấm. Rồi dòng giấy này an toàn, các bạn thấy nhá, an toàn ha. Rồi nếu như mọi người để đo bằng chỉ số, Hàng check cho mọi người coi, đây là một máy đo chỉ số hồn quang nhá, Hàng check cho mọi người này. Đây rồi, cái dòng này hiện tại 5.70 đang ngược, mọi người nó đang ngược là 5.70 nhá. Rồi cái này nhá, Hàng check cho mọi người này, 0.00, cái nào có hồn quang là ra liền, có hồn quang là bả ra đó, an toàn nhá. Rồi dai an toàn, một bịch nè, hai bịch nè, ba bịch nè, ba bịch nha mọi người nè, bốn bịch nè, ý trời ơi, năm bịch nè, rồi sáu bịch, cái quả bảy bịch, tám bịch, bao nhiêu tiền mọi người ơi? Hiện tại bao nhiêu tiền mọi người ơi? Mua 2 thùng ấy, mua 2 thùng 4 ấy là 48 bịch đó mọi người. Nhìn chưa tình ra bao bao thật. 2 thùng 4 bịch là tổng cộng 8 bịch tất cả mọi người nhá. 8 bịch tất cả đang có cái giá là 170 phải không? 200.000 trở xuống là đều ok. 200.000 trở xuống là đều ok mọi người, 8 bịch nó lời hơn. 8 bịch lời hơn mọi người ạ. À. Trời đồ quỷ ơi, rẻ quá trời rồi, thôi cái này Hàng qua nhá. Không bán nữa đâu, rẻ quá. Nhiều quá trời luôn, không biết là lần này xài bao nhiêu tháng mới hết. Có thêm cái móc để mọi người móc lên nữa nhá. Có thêm móc mọi người móc lên. Mà nếu như trong trường hợp ấy, một bịch là một bao ấy, mình nam hay gọi như vậy mọi người, một túi ấy, một cái túi như vậy Hàng gọi là một bịch đấy. Đó. Rồi, nếu như trong trường hợp mọi người đặt hàng mà nhãn hàng mà ship thiếu, các bạn đôi khi các bạn không đọc số lượng, chẳng hạn mọi người mua nhiều ấy, không đọc số lượng mà ship thiếu, cho mọi người cứ nhắn tin vào nhãn hàng ship bù, và phí ship nhãn hàng sẽ là người chi trả. Mọi người yên tâm vấn đề đó nhá. Hết 8 bịch rồi mấy la. Đây lên trên mấy quận. Phải thế. Liệu bao hay nhiều mà? Nó chưa thì cái quả chưa thì liệu bao nhá. Hiện tại chưa thì nó như là, cái liên kết này có 4 bao, có 4 thí, có 6 thí, có 8 thí. Có mà. Đúng rồi, đây chưa tại. Phải không bà sale? Bé nó đang ghi cái combo này có đầy đủ không? Đây là cái liên kết. Thôi kệ đi, nghỉ bán đi. Thôi đi qua đi. Ủa làm gì vậy? Cô. À, chốt giá. Chốt giá. Bắt đầu chốt giá rồi. Sao? Chốt giá 50 cái. Còn phân lâu mà. Sao? Đợi đi ra, chân thật mà. Từ từ, từ từ mọi người, từ từ. Chân thật mà. Chân thật. Chân thật nè. Sấy xuống à? Từ từ, từ từ, từ từ mọi người, giống như ngày hôm qua tiếp tục nè. Chân thật mà. Để chung nhà đến chung 5 cái. Đợi ra, đợi ra, sư 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 bao. Chị ơi, cái bao ngày hôm qua, cái bao nhỏ nhỏ. Kiếm cho em cái bao nhỏ nhỏ. Xí điện chinh sổ bao. Có quả. Qua nào. Mọi người ơi, chị đưa điện thoại cho em. Đưa điện thoại em muốn nhận các bạn. Sư 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 M sư sư Moto U sư 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 M đợi Hàng một xíu nhá, chuẩn bị lên quà, chuẩn bị lên quà nè mọi người, giống như ngày hôm qua. Mà sao hôm nay có 50 suất vậy? Chính thêm chẳng mà chỉ có 50 à? Chỉ có 50. Chính thêm chỉ có 50? Cao không? Không phải là mình chứ nè. Hôm nay chính thêm chỉ có 50, sư sư. Đây là M thì đúng rồi, đây là. Mọi người đợi một xíu nhá. Ủa đâu? Từ từ, tỏ ra M
mọi người sẽ được nhận về đó là một bịch khăn rửa mặt, một bịch khăn rửa mặt một lần, phí ship nhãn hàng triệu, mình chỉ việc nghe điện thoại và nhận thôi. Mọi người sẽ làm theo thao tác giống như hàng hướng dẫn chuẩn bị nhé mọi người. Ở trong số lượng đó sẽ bốc thăm ra 50 bạn, các bạn sẽ nhận trực tiếp và có thông báo của TikTok mình trúng thưởng luôn. Rồi, khai sử. Trước giờ khai sử. Khai sử là mèo. Dĩ nhiên khai sử. Rồi, trái nản á. Khai sử đấy, mình xoay nhìn ra chưa hiểu lắm. Mọi người ơi, nhấn vào đây giúp hàng nào, nhấn vào đây, nhấn vào đây, nhấn vào đây các bạn ơi. Mọi người nhấn vào đây giúp hàng. Ở bên dưới này nó sẽ hiển thị lên cái màu này này, các bạn nhấn vô. Trời ơi, cái điện thoại của tôi. Mấy bạn nhấn vô, mọi các bạn kích vào tham gia mọi người ơi, tham gia lẻ lẻ nào. Lẻ. Rồi đó. Xem 5 phút sau Vân Trung xem ạ. 5 phút sau ai sẽ là người trúng thưởng mọi người coi nhá. Nhãn hàng sẽ là người ship cho mọi người nhá. Nhãn hàng ship cho mọi người và mọi người chỉ cần ở nhà việc nghe điện thoại và nhận thôi. Của nhãn hàng Motoyu sẽ được tặng một cái bịch này. Một cái bịch này là bịch khăn rửa mặt một lần đấy mọi người. Mặc dù là đúng là nó không có đánh giá quá trời nhiều, nó chỉ khoảng tầm là mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà gọi là cái tấm lòng của nhãn hàng các bạn ha. Được chưa mọi người ạ? À? Các bạn sẽ làm theo thao tác ở bên đó giúp hàng nhá. Motoyu của nhãn hàng Motoyu. Trên này mà hết rồi phải không? Hết rồi phải không? Ủa à, là mình nhấn vô một cái là không hiện nữa hả ta? Còn 4 phút 5 giây. Chưa thấy dụng vô mà 3000 3.000 bạn vô mà trúng 50 bạn 3.000 bạn đã tham gia mà rút được có 50 bạn. Thì cái này như kiểu là cái này nó đúng là cái dạng không biết nói làm sao. Mọi người ơi, đó quá trời quá đất luôn. Đây mọi người ha, chơi cái này nhá. Chưa có chơi tiêu dụng vô mà. Chưa có nhiều quá. Chưa có xung xung mải, chưa có xung chơi gì cơ. Chị ơi, mua một bịch này tặng một cái này phải không? Muốn mua. Đó, bà ngồi bà ngớp nè. Bắt đầu, bà ngồi bà ngơ nè. Bà ngơ nè. Táo hôm nay hàng hết rồi. 46 gói mọi người vô trong giúp check giúp hàng trong giỏ hàng xem có không nhá. Ngày hôm qua hàng bị hụt. Ngày hôm qua hàng cũng dịch mà hàng bị hụt mà. Dịch ý, tại vì ngày hôm qua hàng chơi lần đầu. Hàng cũng biết nữa. Nhưng mà nó có cái thông báo mà TikTok hiển thị cho mọi người luôn. Bạn đã không trúng thưởng. Trời ơi, bạn đã không trúng thưởng hiện lên trên màn hình luôn, chứ không phải là những cái loại mà dược xong rồi hủy đơn, không phải dạng vậy nhá mọi người ạ. Đó. 3 phút nữa là mọi người sẽ có kết quả là ai trúng thưởng nhá. Rồi ở đây cái dòng này mọi người là cái dòng mà khăn rửa mặt một lần. Những bạn nào mà mọi người hay bị nổi mụn nhiều thì mọi người nên sử dụng cái dòng này. Bởi vì là mình không nên sử dụng những cái loại khăn mà mình xài hoài, xài đi lại mình treo trong bồn tắm nữa, mà mình sử dụng nó một lần xong rồi mình lại thay đi một ngày. Ví dụ mọi người sáng đi mọi người rửa mặt một lần xong rồi tối về mọi người tẩy trang cho mọi người rửa mặt lần nữa thì ngày khoảng tầm hai cái là được rồi nhá. Đó thì để cho đỡ tình trạng bị mụn, bởi vì những cái khăn mặt mọi người phơi trong nhà tắm nó sẽ có nhiều rất nhiều cái vi khuẩn mà nó còn bị ẩm mẩm nữa đấy, thì mọi người chùi lên nó sẽ dễ để lại vi khuẩn trên mặt của tụi mình và dễ nổi mụn. Thì các bạn có thể nên sử dụng sang cái loại mà khăn rửa mặt một lần dày cộp mọi người ơi, cái chất nó dày và nó không bị đổ lông nhá. Chất dày dặn, không đổ lông. Một bịch này 500g, một bịch lớn được tặng một bịch nhỏ nữa. Các bạn sẽ được tặng một bịch nhỏ hơn và giá của nó đang là 99k chị phải không? 94.000. 94.000 một set. Mấy phút nữa, 2 phút nữa là có kết quả trúng thưởng. 2 phút nữa có kết quả trúng thưởng, xíu nữa bạn nào trúng thưởng được mà comment lên trên màn hình giúp Hằng nhá. Rồi cái khăn này thì chưa tình lắm á. Một bịch của nó này mọi người ạ, sẽ có cái giá là 99.000, được tặng thêm một bịch nhỏ nữa, tổng cộng hai bịch này 99.000. Ôi ơi, thùng 4 em thấy 84k phải không? Phân chẳng trực, phân chẳng trực bây giờ có thể thí cao trung nhận được cái gì? Bù khẩn hả? Chính là Cô mẹ đã tua Chính là Dễ khuyên Chứ mà Chính là Thá đi cơ trung nhận Thá đi cơ trung nhận Thá đi cơ trung nhận chí trị Giả rộng nhì yu hồ yu yu rung yu trung nhận Ấn chẳng nhớ tại phim mô sang yu đả đa nè hẹ Đúng xì Yu tua Trung nhận chí trị yu cao Đối yên Ủa vậy hả? Đối yên chứ thế mà Đối yên như là thế nào? Đối yên công sư khẳng định như thế nào? Chứ mà À cái thằng Nhất Dương với bà cô em chồng của Hằng bảo nói là Hằng không biết nhá, cái này không biết Hằng thuật lại thôi. Đó là cái hình thức chơi này có nghĩa là mình sẽ hồ hưu tông, có nghĩa là mình sẽ hoạt động trên cái like nhiều của mọi người. Ví dụ như là mình comment rồi comment xàm xàm cũng được phải không? Xã Thủy Luân xã tôi xỉu rồi bảo. Thôi đó, comment xàm xàm hay là tim xàm xàm gì đó mọi người, có nghĩa là người ta sẽ coi cái mình hoạt động á, coi là cái hình thức hoạt động của mình nó sôi nổi như thế nào chẳng hạn như vậy. Và là một phút nữa là có kết quả nhá. Chắc Ủa yên cây mấy dầu, có xả tao mấy vô tông. Ủa yên cây, mấy dầu. Hằng chắc không được nữa này, Hằng chắc trượt nữa. Hằng hôm nay chắc trượt nữa, cái này chỉ dành cho những bạn nào mà mọi người hoạt động một cách ấy thôi chứ Hằng cũng biết. Cái này nó là chơi mini game hay gì á mọi người phải không? Không biết mọi người ha. Khăn lau mặt mã mấy hả? Nhi chơi chưa tình đi biên, chống xin chưa tình đi biên.
3333个人，是不是3300多人参加？三千多个人参加，现在参加不了了吧？ở bên trên này mọi người thấy này, ở bên trên nó sẽ có một cái hình của cái bao bằng này, mọi người nhấn vào bao này nhá, mọi người nhấn vào cái bao này, xong rồi mọi người nhấn vào cái chữ tham gia, đó chỉ còn khoảng tầm 20 giây nữa thôi là kết thúc, 19 giây chuẩn bị có kết quả, chuẩn bị có kết quả, Hằng để lên đây cho mọi người coi nhá, để Hằng xem ai có kết quả. 10秒是不是？最后10秒就抽奖，赶紧快抽奖！最后5秒钟，可能10秒就参加不了了，出了。出来已经，中奖名单已经出了。出来没有？出来了。我怎么没有啊？出来了。我呢？你我这边你没中奖，你有没有？我呢？你没中奖，你没有中奖。我。哎。不是他，最后反正không nhận được quà tặng, có ai nhận được không? Tách rồi. 我没有，我不中。có phải là trúng không mọi người? 你可以查看是谁中奖了就有。啊，xem người chiến thắng này. 对对。quá trời người chiến thắng này mọi người ơi, đây thấy chưa?Trời ơi, chúc mừng mọi người, chúc mừng mọi người nhá. Chỉ cần nghe điện thoại thôi, mọi người ơi, nhớ để ý nghe điện thoại của shipper, không là không nghe người ta hoàn về mất tiêu mọi người nhá. Đây là danh sách những cái bạn mà trúng thưởng này. Đó, danh sách những bạn trúng thưởng quá trời luôn, chứ không hề lừa lọc ở trên đây cho mọi người. Cái này, cái phần quà này là từ TikTok. TikTok là cài từ TikTok ra đấy. Quá trời vui rồi. Ngày nào cũng like cái này cho mọi người để xin nhãn hàng quà mới được, quá trời cái này nó vui rồi. Có bà trúng, có bà không trúng phải không? Rồi đặt rồi mọi người ha. Rồi cho cái cua là, cho cái cua là ha. Rồi cua là liền tôi sẵn hiểu. Thưởng giấy, khăn giấy rửa mặt một lần. Thưởng cái bịch khăn giấy rửa mặt một lần đó mọi người, cái khăn giấy này này. Cái khăn giấy mà mọi người rửa mặt ấy, đó, thưởng cho mọi người một bịch. Bảo tự không trúng rồi phải không? Để hôm sau. Để hôm sau mọi người ha. Hôm sau nhá. Xia yi ge jiu shi bo bo nan. Bo bo nan, bo bo nan. Bo bo nan. Bo nan ông nội ơi, ông nội.